Thưa quý vị khán giả, tại vùng đầu nguồn mùa nước nổi về, ngoài chuyện thu hoạch cá tôm, đây cũng là thời điểm để người dân vùng sông nước cải thiện thêm thu nhập với nghề săn chuột đồng. Bởi lẽ mực nước càng dâng cao thì chuột đồng càng bị chiếm dụng nơi ẩn náu. Lúc này, người săn chuột chỉ việc dùng chĩa hoặc một số dụng cụ khác để bắt chuột. Trong đó, độc đáo nhất là việc thổi nước vào hang để chuột tháo chạy tán loạn cùng nhau vì bắt. Và thưa quý vị, ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng theo chân phóng viên phụ trách chuyên mục miền Tây kỳ thú đến với cánh đồng nước nổi Long Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để xem cảnh bắt chuột đồng bằng cách thổi nước vào hang đầy thú vị. Theo anh Lê Văn Công, người săn chuột đồng cho biết cách làm này rất đơn giản, chỉ cần đi dọc theo các triền đê hoặc là vùng gò cao tìm hang chuột, sau đó cho bơm nước vào hang và chờ chuột chạy ra rồi bắt. Dù đơn giản nhưng đòi hỏi phải tập trung đông người khoảng 3 đến 5 người chia nhau từng vị trí để canh chuột đồng từ nhiều miệng hang tháo chạy ra ngoài. Thông thường một hang có thể chứa từ 4 đến 5 con chuột, có hang chứa 7 đến 8 con. Và để chắc ăn hơn thì người săn chuột bố trí chạy ví xung quanh hang để chặn các lối chuột có thể chạy ra. Với cách làm này, mỗi đội săn chuột có thể bắt từ 70 đến 100 kg một ngày. Bởi vì cái hang mà có chuột cái là nó có cái đường chạy với lại cái hang nó bóng, nó láng là mình biết hang đó là có chuột. Thì chia ra mỗi thằng ngồi một góc, đầu mình canh cái đầu nó vừa chạy ra thì thằng này nhào vô thằng kia thủ. Thủ cái đầu mình ra con nào là bắt hết đấy. Một ngày trung bình nó có khoảng tầm từ 5 tới 70 kg là trong 5 người. Hiện chuột đồng còn sống giá bán tại chỗ khoảng 50.000 đồng một ký, giá bán tại chợ từ 70 đến 80.000 đồng một ký. Và riêng chuột đồng đã làm sẵn thì bán trên 100.000 đồng một ký. Đi dọc trên các cánh đồng nước nổi thời điểm này sẽ không khó bắt gặp cảnh người dân mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Những kinh nghiệm đánh bắt cách làm của người dân nơi đây đã tạo nên sự thú vị cho những ai một lần ghé qua Hồng Ngự mùa con nước nổi về.